Xin chào cả nhà nhá. Hôm nay mình làm cái video clip này, mình ngâm rượu mít nhá. Đây là quả mít chín cây mình vừa hái lúc chiều nhá. Đấy, vừa chặt cuống nhựa nó vẫn còn chảy xuống đây này. Đấy, thơm lắm luôn. Đấy, mít thái nhá. Đây là một bình rượu. Bình rượu này, cái bình này hình như là 10 lít. 10 lít đấy. Bây giờ mình sẽ tiến hành bổ quả mít này ra và ngâm rượu mít nhá. Rượu mít thì ngâm sau một thời gian uống thì cực thơm luôn các bạn. Đấy, trước tiên là mình bổ đôi nó ra đã. Ua, thơm quá. Ngon tuyệt luôn. Hình như nó rất nhiều nhựa. Nhựa rất nhiều. Đấy, sau khi mít mình bổ xong mình bóc múi ra nhá các bạn nhá. Bóc múi ra này như này. Đấy, bỏ hạt, bỏ sơ, ngon lành, múi mít ngon lành này. Đấy. Ăn luôn này. Ngọt. Vừa ngọt vừa thơm. Đấy. Đây cái bình rượu này. Thơm quá, rượu thơm quá. Kia mình có cái bình rượu mít kia ngâm cũng tương đối lâu rồi. Đấy, bây giờ tiến hành mình cho vào nhá. Cho mít vào. Cho mít vào bình rượu này. Mùi thơm lắm mọi người. Mùi mít rất là thơm luôn. Cái bình rượu này mình ngâm, cái bình mít này là mít Thái nhá. Mít Thái mà chín vào mùa đông. Múi mít Thái thì nó cứng chứ nó không không nát như mít ta.
Đấy. Ủ đầy bình hết rồi. Khả năng chảo bình này. Đấy. Đây. Khả năng đầy chảo bình nhỏ. Cho lên đến ấy luôn. Cho lên đến nắp luôn. Đây. Ủa. Đây, rượu. Rượu thơm phức luôn. Đây chảo này cũng có cái hay là để mít ngập trong rượu luôn. Đấy, mít ngập trong rượu. Rượu này uống rất là thơm nhá. Bởi vì nó có mùi mít này. Nó cũng không mít này thì nó không ngọt quá đâu. Cho nên là yên tâm. Yên tâm này các bạn nhìn cái sơ, sơ to này ăn luôn. Mít nó không ngọt quá cho nên là mình cũng yên tâm không sợ. Mình đã ngâm mấy bình rượu mít rồi mình biết. Cái màu rượu rất là đẹp. Đấy, cái bình này mình sẽ ngâm và mình sẽ sau mình sẽ để cho các bạn xem kết quả sau một thời gian nhé. Thời gian mình sẽ cho các bạn xem kết quả của nó. Nó nét như thế nào. Ôi đầy quá cả. Đấy các bạn ạ. Hết nhá. Đấy, đấy hết mít rồi. Đây đầy như này các bạn. Đấy bây giờ là phải cho nó xuống. Úi giời chào. Chào rượu. Chào. Dí cho nó xuống. Ngon chưa? Đấy, giờ thế này mình đậy lại. Đây. Yeah. Các bạn nhìn cảm quan cái bình rượu mít có chất lượng không? Đấy. Cái này ngâm đến Tết là uống phê, lê tê phê luôn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé. Các bạn yêu thích kênh của mình thì đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Mình xin cảm ơn rất nhiều. Có bạn nào mà đã ngâm rượu mít rồi thì uống phê rồi thì comment bình luận để mình cùng chia sẻ nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.